Bây giờ là công có bác đang giải lao các bạn nhé, đang giải lao uống nước. Xin giới thiệu các bạn là hôm nay có trà khách ở Lạng Sơn về thăm cha xứ, giáo sư Quân Trạch đây. Hai cha đang đi tham quan đồi cỏ. Bây giờ là công có bác đang giải lao các bạn nhé. Giờ tối là giải quyết hết số cỏ nằm ở dưới sân này. Cha sứ giáo sư đây đang giới thiệu với cha khách ở giáo sư ở trên miền Lạng Sơn về. Yêu có 18 tuổi, có 3 tháng thì này cái xứ về làm cái xứ. Cái họ này cái với con bồi này bên đến nhau mà con, nên cái này có cái xứ luôn. Con bồi nó cái được cho phụ tá. Con bồi nó ở đâu? Con bồi nó bên dưới. À, ở dưới cái huyện. Ông định về nhà. Định bố định về rồi à? À về rồi. À bố định ở công bồi à? Công bồi về sau. À bố định tới kia toàn đến mà thăm bố định. Đấy đi 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 không phải đi về phải đấy. Về huyện xong rồi ta ra về huyện đấy, ta quay thẳng cái chỗ cầu huyện đấy, chạy thẳng về đây rồi về đây thì hỏi cha 70 tuổi đi thăm nhau đi tí rồi nhớ là bố chốt về đã gặp được cha rồi. Bảy mươi tuổi là tuổi chết.